cái nhà lục sục gì, nếu mà mưa to cái lũ về là chắc ngập quá này. Đây là cầu Ba Bến, ước lại có lưới, có một cái rỡ thiệt to nằm ngay giữa con sông Kẻ Vàng. Có cá không? Có cá, à có cứng cả cứng cả mai đó. Chúng rỡ chúng ta làm cái chòi ra đừng bên đi kéo cá luôn. Đây con sông Kẻ Vàng chạy từ Kim Long ra mọi người. Còn đây là con sông Bạch Yến chạy lên đường Lý Nam Đế, Kim Long, Hương Long. Kẻ Vàng đi thẳng ra cầu An Hòa. Dạ, em ơi xin chào tất cả mọi người. Ngày mới em chúc tất cả bà con luôn vui khỏe. Đang có mặt tại đường cuối đường Vàng Xuân, đầu đường Lý Nam Đế. Đây khu vực này thuộc Kim Long đường ra An Hòa đây mọi người. Dạ, ngày hôm nay không còn nắng, cũng chưa mưa vào buổi sáng, không trong lành nặng như ngày hôm qua. Hôm qua là 31 độ C nhưng mà lại buổi sáng còn nắng rực rỡ luôn. Sáng nay thì trời ấm u, nhiều mây, được lại nhiệt độ thì lại được 32 độ C trong ngày hôm nay. Cha cà phê, quán cà phê tên là U Cha, đúng tên luôn. U Cha cà phê. Mưa mấy ngày các cái dòng sông lớn nhỏ ở Huế bây giờ nó đục ngầu lắm, màu lục lục là mọi người. Dạ, hôm nay ngày 27 tháng 9 năm 2023. Và nhiệt độ Huế từ 24 đến 32 độ C cho ngày hôm nay. Dạ, em đang đưa bà con đi thăm hội chợ. Và quan cảnh từ Kim Long ra An Hòa. Một ngày mới như vậy đây, thịt heo sập thứ nhiều. Vì ngồi bán rổ rau rổ khệ đó. Ồ, nó đây cái gì thế hả? À, người ta cũng câu án nó chỉ mà giang dừng nghỉ giang đấy, lên đăng trực tiếp. Chắc là dòng họ lớn người ta làm đây. Nếu như đi thẳng lên đó là đường quốc lộ 1A đi trên cầu An Hòa. Đây em đang đi bắn từ dưới cầu đó, đây con sông chạy dài về Bao Vấn đây. Nước này mùa này này đục ngầu luôn. Hàng quán ven sông. Dạ, yeah, theo dự báo thì chiều nay về sẽ mưa. Trưa đó, trưa chiều bắt đầu mưa tỉnh tối luôn. Dự báo vẫn là 2-3 ngày mưa liên tục. Thành phố Huế ngày 27
một trong ba ngày mà dự báo là mưa lớn của đợt áp thấp nhiệt đới vừa rồi đó mọi người. Không biết những ngày qua thì các cái vùng lân cận mưa có nhiều không? Cái hai ngày đi là Huế trong cùng thấy thoảng có trổ mưa khá lớn thôi chứ cũng không kéo dài mọi người. Dạ. Chiều hôm qua mưa khoảng hơn 40 phút. Và chiều 26 ngày hôm nay 27 thì buổi sáng đêm và sáng chưa thấy mưa. Dạ. Đây chờ ăn hoa. Mắm ruốc tôm cá. Đây chờ. Đây đường. Chào xin chào. Bùng hết. À bùng hết quên. Bùng nghe. Cả đây lắm. Mưa cái là cả sống. Các bạn cả sống đây luôn. Cả lăng tăng lý ti. Đó chờ ăn hoa đấy mọi người. Chơi của bà con được trong và ngoài tấp nập luôn. Hôm nay ngày 13 tháng 8 rồi, ngày mai ngày kia là bắt đầu các chợ bày bán hoa quả. Hương rằm thu vẫn có mặt trời lẻ loi nhưng mà nằm trong mấy đây là khu vực cầu Trạng An Hoa, hình như là phải sẽ vào cửa An Hoa luôn. Cả mẹ ngồi bán rau ốc rồi, cả cờ gáy, cả đó, mưa về cái là người ta kéo rỡ thả lưới cá nó nhiều lắm, cá nó xinh đẹp, nó bắt và chờ cũng là có cá chín nè. Chim bòi cá đó chi bắt hết, bán hết. Ta chờ là bỏ hết tất cả. Đây, có biên á, gà. Em đi hỏi thăm, tò mò theo lẹo. Bà con thấy cách chờ hàng của bà con đời sống trên đường. Dạ đây là tuyến đường đang tắt nha mọi người, thuộc phường An Hoa đây. Hình như đi thẳng hết đường đang tắt sẽ về Bảo Vinh. Đường này cũng làm ăn số bồ này, nhiều đủ cả cái ngành nghề. Đường này cái tốc độ giao thông cũng khá là lớn. Xe người ta đi từ ngoài Bắc vào thành phố, người ta hay đi qua đường này như đường Tăng Bạc Hổ. À, không mưa, không nắng, thời tiết cũng khá là ổn vào buổi sáng ngày 27 tháng 9 nha mọi người.
dự báo là đến 80-90% ngang đầu giờ chiều sẽ mưa, kéo dài đến chiều tối luôn. Hy vọng ngày mai ngày kia tầm bão cho Huế có mùa trung thu đầy ấp tiếng cười vui vẻ. Dạ nắm bồn nhiệt trời cùng mưa gió vào những cái ngày trung thu. Dạ cầu Bao Vinh về 1 km nữa. Khu vực này là cầu Bạch Yến, rẽ phải sẽ đi thẳng vào cửa hầu luôn, và đi trái sẽ ra Hương Sơ. Dạ. Hương Sơ rồi Hương Vinh. Có tê cũng rất là áp cam này. Chưa còn mưa sớm nhưng mà nhìn trời vẫn là tối tăm. Mây mù xám xịt. Dạ, nhìn thế này mà em đưa bà con đi thăm đời sống bà con trên đường phố ngày mới. Ngày hôm nay là ngày 27/9/2023. Đây, nhiệt độ thời tiết từ 24 đến 32 độ C cho Huế ngày hôm nay. Dạ. Còn bà con sang gần công việc thêm. À, dự báo chiều hôm nay là sẽ có mưa vào buổi chiều tối nha mọi người. Đây cũng là chợ Hương Sơ. Dạ em Kim Huy xin kết thúc video nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xem mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Dạ em một lần nữa xin chúc tất cả bà con mình luôn vui khỏe bình an. Dạ em Huy xin chào, hẹn gặp lại mọi người.